Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Cha cùng với ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi tán tụng danh Chúa đấng cứu tội độ tôi. Với những lời này, Đức Trinh Nữ Maria đã ca tụng Thiên Chúa, và chúng ta ngày hôm nay, cộng đồng người Việt Công giáo tại Tổng giáo phận Melbourne cũng dùng những lời của Đức Trinh Nữ Maria để tán dương Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài đã thực hiện cho chúng ta qua quá trình 40 năm định cư tị nạn tại nước Úc, làm chứng nhân cho Thiên Chúa và khí cụ của Ngài. Xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, của các thánh tử đạo Việt Nam tiếp tục rèn luyện, hướng dẫn, đồng hành với chúng ta, để chúng ta cũng như mẹ là khí cụ phúc âm của Chúa cho trần gian. Với những tâm tình này, xin mời cùng với anh chị em chúng ta hãy thông hối ăn năn tất cả những thiếu sót lỗi lầm của mình, hầu xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Trong những ngày ấy, Đức Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và người con em đang kêu mong cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm thế này? Về này tai tôi vừa nghe lời em chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Khi đó Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc, và đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại,
và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ Ngài. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những kẻ thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ những người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phật nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Đức Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa công đoàn phục vụ, tạ ơn Thiên Chúa cho chúng quy tụ chúng ta hôm nay ở đây dưới chân mẹ Maria La Vang để cùng với mẹ chúng ta đồng hành với dân tộc, không chỉ với dân tộc với mẹ hội thánh tại Việt Nam. Chúng ta tới đây để nhìn ngắm mẹ. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những người con cái của mẹ. Trong bài tin mừng chúng ta đã thấy mẹ đã đồng hành với dân tộc của mẹ, mẹ đã đồng hành với dân riêng của Thiên Chúa và mẹ đã đồng hành với toàn thể nhân loại. Với cái nhìn của niềm tin, mẹ đã nhìn thấy khắp nơi dưới mọi hình thức, bàn tay Chúa quyền năng đã thực hiện bao điều kỳ diệu, không chỉ cho mẹ, cho dân tộc Israel, một dân tộc bướng bỉnh, một dân tộc luôn nổi loạn và một dân tộc luôn bị thử thách qua bao năm nô lệ và trong hoang địa. Nhưng mẹ còn nhìn thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thực hiện bao kỳ công cho toàn thể nhân loại. Trong cuộc đời của mẹ, mẹ luôn luôn quên mình để đi tìm ý của Thiên Chúa và đồng thời để thể hiện mau mắn, thể hiện tình thương của Thiên Chúa, ý của Thiên Chúa được thực hiện qua những công việc cụ thể. Mẹ luôn luôn quan tâm tới người khác và thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho những người khác. Và không chỉ thời mẹ còn sống tại trần gian mà suốt dòng lịch sử, cụ thể như ở La Vang, cụ thể như đối dân tộc Việt Nam và cụ thể đối với mỗi người chúng ta. Đặc biệt anh chị em, những người Việt tại hải ngoại, đa số anh chị em đã từng có những giây phút lênh đênh trên biển cả. Anh chị em gặp bao nhiêu khó khăn thử thách,
chắc anh chị em sẽ cảm thấy gần gũi mẹ hơn bao giờ hết. Và nhìn lại, chắc chắn anh chị em không khỏi thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thể hiện nơi mẹ, và qua mẹ anh chị em được dẫn tới gặp một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa luôn luôn ở bên. Nhìn lại 40 năm qua, chắc anh chị em không quên kể lại cho con cháu hết ơn này đến ơn nọ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua anh chị em, qua những bạn bè của anh chị em, và đồng thời không chỉ trong những khi khó khăn thử thách và ngay cả giờ này. Và hôm nay nhìn ngắm lên mẹ, chúng ta suy gẫm không những mẹ đã đồng hành với dân tộc của mẹ, với dân riêng của mẹ, với toàn thể nhân loại, chúng ta cũng không có con đường nào khác là bắt chước mẹ. Chúng ta cũng đồng hành với dân tộc của chúng ta, với giáo hội tại Việt Nam và với toàn thể giáo hội hoàn cầu và toàn thể là xã hội loài người. Trở nên con cái của mẹ không có cái gì khác hơn là bắt chước mẹ. Chúng ta cũng sống tròn niềm tin, niềm tin vào một Thiên Chúa là cha duy nhất và chân thật, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà hằng ngày chúng ta vẫn cầu nguyện lạy Thiên Chúa là cha toàn năng hằng hữu. Ngài có mặt khắp mọi nơi, Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Dưới bầu trời này chúng ta không thờ phượng bái và lạy bất cứ một người nào khác ngoài một Thiên Chúa là cha của chúng ta, cũng là cha của mọi người. Dưới ánh sáng niềm tin đó, tất cả loài người, nhân loại đều là một đại gia đình, tất cả đều là anh chị em với nhau. Và từ đó chúng ta cũng chỉ có một giới luật là hãy yêu thương nhau như Thầy Giê-xu yêu thương. Yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa đến nỗi chết cho người mình yêu. Không có tình yêu nào cao cả hơn là thí mạng sống cho người mình yêu. Chúng ta cũng phải thương yêu hết mọi người như thế, kể cả những kẻ bách hại ta, kể cả những kẻ làm khốn cho ta. Chúng ta vẫn nhìn họ là anh chị em, và chúng ta vẫn yêu thương họ bằng tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, đến ngay trên thập tự Ngài vẫn cầu xin cha, lạy cha xin tha cho họ. Các cha ông tử đạo của chúng ta, trước khi bị hành hình, trong khi bị hành hình, không hề rủa xả ai mà vẫn ca ngợi, cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và cầu cho những người bách hại của mình, bởi vì họ cũng là anh chị em. Và vì thế chúng ta cũng chỉ có một sứ mạng là hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, bởi vì tất cả đều là anh em con cái của một cha, tất cả trong một đại gia đình. Đây là cái sứ mạng, đây là vinh dự, đây là trách nhiệm của chúng ta. Thánh Phaolô đã hơn một lần có kinh nghiệm đó, và khi trở lại Ngài đã ra đi khắp đế quốc Roma để loan báo tin mừng. Cái kinh nghiệm sâu xa của Ngài cảm thấy khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vì thế hôm nay chúng ta quy tụ đây để nhìn ngắm mẹ, chúng ta cũng noi gương mẹ để sống xứng đáng con cái của mẹ, cũng phải vội vã lên đường ra đi đến với anh chị em. Và chỉ như thế này, chỉ thi hành sứ mạng loan báo tin mừng này, chúng ta mới thực sự là hạnh phúc. Bao nhiêu khó khăn trong bản thân, trong khó khăn trong gia đình, khó khăn trong sứ đạo, khó khăn trong giáo hội là phát xuất từ một cái điểm chúng ta quên cái sứ mạng được sai đi này. Chúng ta phải là những nhà thừa sai mọi nơi, mọi lúc, dưới mọi hình thức.
trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng nhắc đi nhắc lại cái sứ mạng này. Ngài đã dùng cái từ danh từ tuyệt đối ra đi khỏi bản thân mình, ra đi khỏi cái gia đình mình, ra đi khỏi cái cộng đoàn mình, ra đi khỏi cái sứ đạo mình, ra đi khỏi cái giáo phận của mình, ra đi khỏi cái giáo hội của mình. Không phải ra đi đây là phải bước ra khỏi nhà như nọ kia, nhưng mà phải cái tinh thần để thể hiện. Và lúc bây giờ cái tinh thần ra đi như thế sẽ thúc đẩy chúng ta sẽ đến với anh chị em, và đặc biệt những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị áp bức, những người không có quyền lên tiếng, những người không có quyền sống xứng phẩm giá con cái của Thiên Chúa, anh chị em của chúng ta. Mừng mẹ, đến với mẹ, chiêm ngắm mẹ, không còn có đường khác là nên giống mẹ. Và cả cuộc đời mẹ luôn luôn quan tâm tới người khác, nhất là những người đau khổ, những người bị kẹt. Anh chị em nhớ lại trong tiệc cưới Cana, mẹ đã, trong khi mọi người đang say sưa với tiệc cưới, với những chuyện đời, thì mẹ để ý tới gia đình tiệc cưới, phát hiện ra cái cảnh hết rượu. Mẹ là người duy nhất chạy đến với Chúa, cầu khẩn Chúa. Và mặc dù cái cách trả lời của Chúa Giêsu là từ chối, nhưng mẹ vẫn chọn niềm tin phó thác cho Ngài để Ngài giải quyết. Trong cuộc đời chúng ta cũng thế. Và thi hành sứ mạng này vừa là cái viên thuốc bổ để tăng thêm niềm tin của chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, đồng thời cũng là liều thuốc chữa trị tất cả những tiêu cực trong cuộc đời cá nhân cũng như tập thể chúng ta. Đây là món nợ mà chúng ta phải trả cho hết mọi người. Chúng ta phải trả cho Thiên Chúa, vì hàng ngày muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta từng ly từng tí một. Kể cả trong những lúc khó khăn nhất, đức tin giúp chúng ta nhìn ra cái bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong cuộc đời của tôi có nhiều cái gương sáng người ta để lại cho tôi, nhưng đặc biệt có một anh em dân tộc người Gia Rai. Sau năm 75, anh cậy vào có bạn bè thân hữu của mình đi Bắc vào Nam thành công chiến thắng, cho nên anh xả người đi buôn với người Kinh. Anh buôn sắt, buôn tôn, buôn gri sắt thành công vượt bậc. Những chuyến cuối cùng anh 6 GMC, xe GMC cộng sắt và sắt tới Ba Ngòi bị phát hiện, và người Kinh đã nhanh chân chạy. Anh là người dân tộc, anh phải hứng chịu hết. Về nhà về bán xe, bán đất, bán vườn, bán nhà để trả nợ 10 cây vàng vào năm 1982. Anh bị mẹ, vợ và vợ con xua đuổi. Anh muốn tự tử. Gặp người công giáo nói với anh, dại gì mà mày tự tử. Tới gặp ông linh mục, ông sẽ chỉ cho mày cách sống. Anh đã tới Playchet gặp cha Vương Đình Tài, dòng Chúa Cứu Thế. Ngài bảo, tới với tôi chẳng có gì cho anh cả, tôi chỉ có lời của Đức Giêsu cho anh. Và anh đã ngồi nghe lời của Thiên Chúa. Lời của Chúa có sức phi thường đã biến đổi cuộc đời của anh. Anh không tự tử, anh không theo con đường thất vọng chán chường. Anh bất kể ai khinh anh, chửi bới anh, anh đã cúi đầu nhận dòng nước thanh tẩy, và cuộc đời anh biến đổi hẳn.
anh đã tìm ra được hạnh phúc, anh đã tìm ra được lý tưởng sống. Anh vẫn lo mọi việc trong gia đình đàng hoàng tử tế, và không những anh, gia đình anh, làng xóm anh và rất nhiều buôn làng khác, anh đã đi thăm viếng và anh đã truyền đạt lời của Chúa, và nay cả ngàn ngàn người tin theo Đức Kitô. Anh chị em cứ tưởng tượng trong hoàn cảnh khó khăn như thế, trong con người đã thất bại ê chề như thế, khi gặp được lời Chúa, khi gặp được ánh sáng của lời Thiên Chúa, anh đã trở thành con người mới một hôm, và không chỉ hôm đó và sau này nhiều lần anh đã từng quỳ gối cầu nguyện trước đám đông công đoàn. Lời cầu nguyện thật tuyệt vời. Lời cầu nguyện đó ấn tượng cho chính bản thân tôi. Giờ này tôi cũng xin lặp lại, xin anh chị em như là món quà gửi tới anh chị em trong ngày tạ mẹ hôm nay. Anh quỳ gối, anh thử giơ tay lên: lạy Thiên Chúa là Cha quyền năng của chúng con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã cho con mất 10 cây vàng. Khi vàng còn, vàng làm cho con lóe mắt, con không thấy được Cha là Thiên Chúa quyền năng. Vàng làm cho con lóe mắt, con cũng không thấy được anh em, đặc biệt những người nghèo. Kể từ hôm con mất vàng, mắt con đã không còn bị lóa nữa. Con đã nhìn nhận ra Chúa là Cha yêu thương mọi nơi mọi lúc. Và đặc biệt con nhìn nhận ra Cha nơi những người anh em chung quanh con, những người nghèo khổ. Vâng, thưa anh chị em, đức tin của chúng ta như thế. Và lời cầu nguyện cảm tạ tôn vinh của anh cũng có khác gì lời cầu nguyện theo đúng mẫu gương của mẹ Maria hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người chí thánh chí tôn. Đấy cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta trong mỗi dịp đến với mẹ hôm nay, và đó cũng là tâm tình của mỗi người Kitô hữu chúng ta mọi nơi mọi lúc. Xin mẹ, gương mẹ bầu cử, dẫn chúng ta đến với Chúa là Cha yêu thương, và dẫn chúng ta đến với anh chị em của chúng ta với tinh thần của những người được sai đi, là những thiên nhà, những người môn đệ thừa sai của Chúa. Mọi nơi mọi lúc chúng ta xứng đáng nhờ những con người loan báo tin mừng yêu thương, xây dựng một thế giới huynh đệ yêu thương như mẹ đã xây dựng và như mẹ Hội Thánh đã tín nhiệm sai cho chúng ta. Amen. Bye.
Đây xin mời cộng đoàn cùng đứng. Please stand as we conclude our liturgy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho giáo hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa đã làm nên. Và như xưa Thánh Gioan Tây Gia đã nhảy mừng vì nhận biết Đức Kitô còn trong lòng mẹ. Nay xin cho giáo hội qua bí tích thánh thế này cùng hân hoan đón rước Đức Kitô hằng sống, người là Thiên Chúa, Thiên Chi muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn cùng ngồi. Please be seated. I'd like to invite Monsignor Greg Bennett, the Vicar General of the Archdiocese of Melbourne, to, on behalf of the Archbishop, to say a few words, and I'll translate into Vietnamese. Today, Đức ông Greg Bennett là trưởng ấn của Tổng giáo phận Melbourne sẽ có đôi lời đại diện cho Đức Tổng, và tôi sẽ dịch ra tiếng Việt. Chúa ủng công anh chị em. It's not a mess, Monsignor. You never know, Bishop Long. Our dear bishops, concelebrating priests, brothers and sisters in religious life, and brothers and sisters in the risen Lord. Thưa các đức giám mục, các quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả chị em. How wonderful it is to be with you today as we give praise to the Mother of God, especially as we recall the 40th anniversary of the first arrival of Vietnamese refugees seeking settlement in Australia. Thật là vinh dự cho tôi hôm nay cùng với quý vị để tham dự cái biến cố trọng đại này, đánh dấu 40 năm ngày người Việt chúng ta đến Úc, và nhất là cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta. Our country and our church have been so richly blessed by those men and women who took the risk to leave Vietnam following the fall of Saigon. Nước Úc chúng tôi và giáo hội Úc chúng tôi nói riêng đã được làm phong phú hóa qua sự hiện diện, qua sự đóng góp của những người Việt ly hương đã dám liều lĩnh để vượt biên, tìm tự do và đặt chân tới nước Úc này. Hundreds of thousands left all behind with the faith and hope that a new horizon would open. We know that hundreds of thousands left with only half arriving to resettle in Australia and other countries. Cả hàng trăm ngàn người đã liều lĩnh từ bỏ tất cả, chấp nhận cả sự chết để tìm tự do. Và chúng tôi biết rằng có rất nhiều người trong số những trăm ngàn người đó đã bỏ mình trên biển cả. And we remember those whose lives were lost. Và chúng ta tưởng niệm tới những người xấu số đó. I cannot imagine the painful farewells which occurred, the silent departures in the darkness of night, parents sending their precious children away praying that they would be safe. Tôi không thể mường tượng ra, không thể tưởng tượng những cái cảnh tượng của những người phải nói lời từ giã với mẹ, với con, với chồng, với vợ, và nhất là với những đứa con nhỏ mà cha mẹ bỏ lên tàu để rồi không biết có ngày gặp lại chúng hay không. Children farewelling parents and relatives, I'm sure that you would see each other again. Silent tears and broken hearts, trusting that God's providence would prevail. Những dòng lệ, những sự đổ nát của con tim về những cái sự kiện đó, và luôn luôn đặt niềm tin rằng Thiên Chúa Đấng Quan Phòng sẽ sắp đặt mọi sự cho chúng ta. The dangerous journey to freedom and the obstacles of water, pirates and human frailty.
những cái khó khăn trên đường vượt biên của chúng ta, sóng cả rồi biển rộng, rồi cướp biển, rồi tất cả những gian lao khác mà chúng ta phải gặp trên đường vượt biển tìm tự do. Today we thank you for the witness of your faith and your extraordinary ability to rise above adversity, to grasp the promise that God held out for you and for all. Ngày hôm nay chúng ta đánh dấu như cảm tạ Thiên Chúa vì cái chứng nhân của quý bà và anh chị em bất chấp những cái thử thách khó khăn đó để tìm tự do, để đặt chân tới nước Úc này và làm chứng nhân cho Thiên Chúa trong đức tin. You were prepared to leave all behind in order to seek a new life in a new land. Your faith was strong. Your devotion to Our Lady, simple prayers whispered, seeking God's shepherding love, they were your talisman for the journey to hope. Sự kiện chúng ta từ bỏ tất cả để hướng về phía trước, hướng về cái chân trời mới, đó là cái động lực đức tin đã thúc đẩy quý ông bà và anh chị em và chúng tôi tưởng nhớ chúng tôi đánh dấu những cái biến cố đó và cái đức tin và cái sự quyết tâm của quý vị. The Archdiocese of Melbourne has been so enriched by the presence of the Vietnamese Catholics who became our brothers and sisters in faith. Tổng giáo phận Melbourne đã được làm giàu, đã được phong phú hóa bởi sự hiện diện, bởi cái chứng nhân đức tin của quý bà và anh chị em đã đóng góp vào một cách năng động cái đời sống của giáo hội tại địa phương này. The witness of Vietnamese families has inspired us all. Cái chứng nhân của người Việt Công giáo tại xứ Úc này, tại Tổng giáo phận Melbourne này đã là cái sự kiện mà chúng tôi kính cẩn, là cái sự làm cho chúng tôi phải ngưỡng phục. The contribution of priests, religious brothers and sisters has been a leaven in the life of our church, and we even have been blessed with a Vietnamese bishop. Sự đóng góp của các linh mục tu sĩ là như là những cái hạt nhân, như là những cái muối men để tạo một cái sức sống mới cho Tổng giáo phận Melbourne. Và ông cũng nói rằng có cả một giám mục người Việt nữa. Hallelujah, hallelujah. We are grateful to the Vietnamese who to this day are proud to allow their children to serve God and the church with their joy, their faith and dedicated service to the proclamation of the gospel. Chúng tôi ghi ơn tất cả những người cha mẹ Công giáo Việt Nam đã dạy dỗ, hướng dẫn và đã cho con cái của mình phục vụ trong giáo hội và phục vụ với cái niềm vui và niềm tin để đem cái sức sống mới cho giáo hội. Today, on behalf of Archbishop Hart, I extend the gratitude of the Archdiocese of Melbourne, so enriched by each of you. Ngày hôm nay nhân danh Đức Tổng Giám mục tôi xin cảm ơn, tôi xin ghi nhận cái sự đóng góp đó của tất cả người Việt Công giáo tại Tổng Giáo phận Melbourne. Remembering 40 years since the Vietnamese were first welcomed on our shores, we recall those men and women whose vision for our country was one of openness, justice for the poor, and welcome to those seeking asylum. Và dấu 40 năm ngày người Việt tới đất nước này, chúng tôi cũng ghi nhận
những vị mà sự lãnh đạo quả cảm của họ, sự mở vòng tay nhân ái của họ đã giúp người Việt tị nạn có một chỗ định cư. You left your home in a time of sadness, struggle and despair, but you have shared your lives with us with joy, determination and hope. Quý ông bà và anh chị em đã rời quê hương của mình trong sự tuyệt vọng, trong đau khổ, trong nước mắt, nhưng quý vị đã đến đây để chia sẻ với chúng tôi niềm tin, niềm hy vọng. May Our Lady of Lavan and all the saints continue to intercede for you on your pilgrim way. Xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam tiếp tục cầu bầu cho tất cả quý vị và anh chị em trong cuộc lữ hành trần thế. And may the God in whom you placed your trust bless you for your fidelity and your faithfulness, so that you may tell your descendants in every generation of the God whose love accompanied you to your new home, Australia, a land where you have brought such love to us. Thiên Chúa toàn năng luôn kiện toàn tất cả những gì trong đời sống của quý bà anh chị em, để quý bà anh chị em tiếp tục chia sẻ và hun đúc cái thế hệ mai sau, thế hệ tiếp nối về tất cả những cái điều lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện trong trong đời sống của quý bà và anh chị em, và để đem cái sự sống mới, để đem đức tin cho nhân loại, để đem đời sống đức tin vào làm phong phú đời sống của giáo hội và xã hội tại nơi này. This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice. Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã dựng lên, chúng ta hãy vui mừng và vui sướng. Thank you, Monsignor. My translation wasn't strictly literal, so a bit additions and subtractions in there, here and there. But anyway, on behalf of the gathered community here, I'd like to acknowledge your presence and your accompaniment. You mentioned the accompaniment of God, but the accompaniment of God is mediated through the accompaniment of people, of leaders like yourselves. Bishop Hilton, Bishop Mark, Bishop Michael, Monsignor Greg Bennett, please stand and approach the steps here for a gesture of our appreciation. Thưa quý bạn chị em, tôi cũng nhân danh cộng đồng Công giáo Việt Nam để ghi nhận sự chiều mến, yêu ái của các giám mục cũng như Đức ông đại diện cho Đức Tổng giám mục. Vì cái sự yêu ái của các ngài chẳng những hiện diện ở đây nhưng mà luôn luôn đồng hành với cộng đồng Công giáo người Việt của chúng ta. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay các ngài. Thank you, Bishop Hilton, always a true friend of the Vietnamese. Bishop Hilton is going to Vietnam soon to visit his friends over there, and is always a regular feature here with us. Thank you, Bishop Hilton. Bishop Mark Edwards, newly minted, just a few months into his ordination, and also he shows himself already a true friend of the Vietnamese Catholic community. So our thanks, appreciation to you. Vâng,
Trước khi kết thúc thì tôi cũng xin cái nhân dịp này để cảm ơn, mặc dù rằng ngày mai cũng chính thức là cái dịp để chúng tôi cảm ơn tất cả, nhưng nhân tiện có sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt tự do tại Victoria hiện diện ở đây, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Sự hiện diện của quý vị, sự đồng hành của quý vị với cộng đồng người Việt Công giáo tại Tổng giáo phận Melbourne được ghi nhận, và hy vọng rằng chúng ta tiếp tục làm việc kháng khít với nhau để thực hiện những cái lợi ích chung cho cộng đồng, bởi vì người Việt tại Úc Châu và tại Melbourne nói riêng được tất cả thế giới, người Việt trên thế giới biết tới như là một cái khối người Việt đoàn kết và làm việc có hiệu quả, và nhất là nói lên cái tiếng nói binh vực công lý lẽ phải cho quê hương, cho đất nước của chúng ta. Tôi xin ghi nhận cái sự đóng góp và sự hiện diện của người Việt, cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Xin quý anh toàn cảm ơn tay. Mặc dù rằng để có dịp ngày mai, nhưng mà hôm nay quý bạn chị em thấy một cái ca đoàn rất là hùng hậu, phải nói là một cái ca đoàn hùng hậu nhất ở nước Úc này. Ngay cả ca đoàn của người Úc cũng không được hùng hậu bằng cái ca đoàn 180 ca Việt liên ca đoàn các thánh tử đạo Việt Nam, cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Melbourne, thưa quý bạn chị em. Và tôi cảm thấy rất là hãnh diện, mọi người đây cảm thấy rất là sốt mến khi mà nghe cái tiếng hát của các anh các chị đã dày công tập luyện trong suốt cái hành trình một năm qua. Xin ghi nhận cái sự đóng góp không thể thiếu của các anh các chị. Và sau thánh lễ, tôi cũng xin được mời quý cha, quý giám mục, quý cha, quý tiêu sĩ nam nữ và đại diện cộng đồng người Việt tự do Victoria, cũng như đại diện các tôn giáo bạn quá bộ tới cái lều phía bên cạnh để chúng ta dùng cơm trưa. After Mass, I invite all the bishops and priests, representatives of the Vietnamese community of Victoria and representatives of the interfaith communities to adjourn to the tents over there to have a lunch with us. Xin mời cộng đoàn chúng ta. Và thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay còn rất nhiều những cái tiết mục rất là sống động, bởi vì cộng đồng người Việt của chúng ta không phải là mời ca sĩ nước ngoài Paris by Night hay là Asia tới đây, nhưng mà những cái tài năng trong cộng đồng của chúng ta đã tập luyện và làm thành không phải là những cái ca khúc hay là những cái vở kịch hay cho mình coi mà thôi, nhưng mà làm theo cái một cái mục đích, một trong cái chiều hướng. Thành ra tôi xin mời tất cả các bạn chị em ở lại để chung vui cái ngày đại hội này trong tất cả những cái biến cố sẽ diễn ra trong ngày hôm nay cũng như ngày mai. Xin cảm ơn quý bạn chị em, và mời cũng quý bạn chị em cùng đứng để chúng ta kết thúc thành lễ. The priests in whose parishes are present the Vietnamese Catholics or Vietnamese Catholic parishioners. Thank you for being here and being a source of support for us. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa.